hôm nay ngày cuối của hội chợ rồi. Chợ giống như là sắp mưa vậy. Nên là mình sẽ tranh thủ mình đi, hôm nay là ngày cuối rồi. Hết rồi, hôm nay hội chợ sẽ về. Nên là tranh thủ đi. Các bạn thử gió mùa màu như xong chảo rất nhiều luôn. Cái cáo sợi tiền vào giờ sắp mưa rồi. Hôm nay chủ nhật ngày cuối, đồ dọn nước dừa rất là đông. Nhẽn đường đi luôn rồi, tính đi thẳng thôi nhưng mà không đi được, phải vòng ra thôi. Đó, ở đây là có hơn, có mấy cái dĩa. Mấy cái dĩa này để đựng cá kho tẹ ha. Dĩa 50.000. Một cái 50.000. Đồ bấm kim nè. Mấy cái đồ này nhìn nó không có được tốt cho lắm, nhựa xấu á, nhựa giống như là nhựa tái chế, nhựa nó không có được đẹp. Dạ. Bé này gì không? Cái này cái kệ để đựng mấy cái viết á. Cái này cái gì hai xu không biết, cái bột cà gì á. Đồ chùi son nồi nè, cái này là đồ khui xăm banh, tức là khui rượu á. Có mấy cái bếp, mấy cái bếp này thật sự không ai mua, mua cũng không để làm gì hết. Hầu như á, giống như là người ta đi hội chợ, người ta đi xem đồ nhiều hơn là mua.
nhìn cái cây đàn chải này nè, cái tuổi đời của nó rất là lâu rồi đó. Sau khi người làm vỡ xuống thì nó bị chóc rồi, nó rất là cũ luôn, bụi không mà bụi len vào trong luôn đó. Như vậy mà người ta vẫn chưa lên, chứng tỏ là rất là nhiều cái gian hàng họ chợ rồi bán cái này không ai mua hết. Nên là những cái này là những cái đồ tồn kho đó. Bảy cá thì được con gấu, mà con gấu đó nếu mà cái giá trị của nó khoảng chừng là 20.000, nên là dù có thắng đi pháp đi nữa thì họ vẫn lợi. Đầu điên đầu điên.
Ở này rất là nhiều người lựa, mắc phá. Đâu có hết luôn. Lắp đánh, lắp đánh. Thank you.
gà này mình có gà lạc đà, nhộn nhịp ha. Bởi vì họ báo tới khoảng 10 giờ rưỡi 11 giờ là sau đó dịp.
cầm đó, hay là con cầm cô đang 15 ngàn. Được khối ơi, 35 ngàn một cái, 3 cái, 1 cái, 100 ngàn.